Hoàng Tuấn thân ái kính chào quý khán giả. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là điêu khắc cóc Thiềm Thừ từ giai đoạn đầu tới giai đoạn sau cùng. Kính mong quý vị đón xem và ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn. Đầu năm mới thôi, chúc quý vị chào mừng bạn đến với nghệ thuật điêu khắc gỗ Thiềm Thừ. Trong video này, Hoàng Tuấn M thể hiện sự đặc biệt của mình trong việc tạo ra những dàn thơ có nhịp điệu phức tạp thông qua chất liệu gỗ. Hãy sẵn sàng để sự quyến rũ của bạn đi sâu vào nghệ thuật, lịch sử giữ nghĩa văn hóa kỹ thuật chạm gỗ tinh xảo này. Hoàng Tuấn M thổi sức sống vào từng tuyệt tác, chạm khắc tỉ mỉ từng mét vẽ và một cách chính xác về âm đam mê, chứng kiến mọi sắc thái và chi tiết đan xen đẹp mắt để tạo ra câu chuyện đầy sức gợi cảm bên trong gỗ, đắm mình trong biểu tượng phong phú và thể hiện sự sâu sắc về nghệ thuật của tác phẩm chạm khắc Thiềm Thừ mang lại. Loại hình nghệ thuật này thể hiện những truyền thống niềm tin sâu xa. Mỗi tác phẩm sở hữu câu chuyện độc đáo, trời bạn khám phá nhé. Thực hiện hành trình ảo qua studio này đầy cảm hứng của Hoàng Tuấn M, nơi khả năng sáng tạo không có giới hạn, đi kèm với những giai điệu nhẹ nhàng, những âm thanh nhịp nhàng của dụng cụ chạm khắc. Bạn sẽ được trải nghiệm sự kết hợp liền mạch giữa nghệ thuật và sự khéo léo. Cho dù bạn là người đam mê nghệ thuật, khám phá văn hóa hay chỉ đơn giản là tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa bộn bề của cuộc sống, video này là lời mời bạn vào hành trình điêu khắc gỗ chạm khắc Thiềm Thừ. Xin hãy trân trọng sự phức tạp của nghệ thuật, đi sâu vào di sản của Việt Nam và để lại chất thơ của từng tác phẩm vang vọng trong tâm hồn bạn. Hoàng Tuấn M khi tiếp nối di sản chạm khắc Thiềm Thừ phía trước, hãy ngồi xuống thư giãn vẻ đẹp tuyệt thời gian được bộc lộ qua từng nét vẽ. Từ những tác phẩm chạm khắc gỗ này thực sự là hình ảnh thu nhỏ và chất thơ trong nghệ thuật. Thiềm Thừ hay còn gọi là cóc ba chân may mắn có ý nghĩa to lớn trong văn hóa Việt Nam. Người ta tin rằng nó sẽ mang lại sự giàu có thịnh vượng cho chủ nhân của nó. Và Hoàng Tuấn M đã nắm bắt được tinh hoa này một cách tuyệt vời trong tác phẩm chạm khắc tinh hoa của mình. Từng đường nét, đường cong trong tác phẩm chạm khắc gỗ này đều được chế tác tỉ mỉ, thể hiện kỹ năng vô song và sự ý chí đến từng chi tiết. Về hoành hành thì ta đi về cái mà có người ngủ nữa, ngồi gần ai rồi cứ nào đụng rồi tùm lum, chứ mình không dám đi luôn. Không đi chứ tại vì năm thứ con bữa giờ mình điều tra 3 bữa rồi, hôm nay lấy sớm tạm chứ đi còn đi. Rồi này chứ đời xưa mình dạo mình cứ lớn bỏ chục cái con nữa. Làm nhà không chiều cái tắm rửa xà bông thôi chơi bồn ở chuồng tới cái đồng bào hấp lại. Chưa có điện đâu, bây giờ hết rồi. Rồi ngủ dài quá, đêm không hết, 4-5 giờ khuya cái hết lắc cái cổ hết. của Hoàng Tuấn M bằng đôi tay của mình. Hoàng Tuấn M thổi sức sống cho từng tác phẩm, biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật thật sự sâu sắc. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kết hợp với yếu tố hoa sen, rằm và văn hóa truyền thống Việt Nam trong tác phẩm chạm khắc của mình. Mỗi tác phẩm kể một câu chuyện, gợi lên cảm giác thanh bình của vẻ đẹp. Hơn nữa, trong tranh khắc gỗ Thiềm Thừ còn là quà tặng độc đáo có ý nghĩa, dù bạn có trưng bày trong nhà hay làm quà tặng chúng cho những người thân yêu. Chúng chắc chắn sẽ mang lại may mắn và niềm vui ở bất cứ nơi đâu. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm nghệ thuật văn hóa Việt Nam tượng trưng cho sự may mắn thì không đâu khác ngoài tác phẩm chạm khắc gỗ Thiềm Thừ của Hoàng Tuấn M. Nay cũng có thể đi chơi nhiều hơn chút, tình hình coi công việc nhiều hết. Rồi đi không? Xe đạp dừng cái hình. Leo núi rồi chứ? Đạp leo núi rồi đó. Mày dư sức mày sửa mày lọc. Đó mày dư sức mày sửa được mà. Cho đi á. Còn ai nhỏ hả? Phía xa xa bên tay phải màn hình là bộ gốc cây tùng hạt dương đen. Ở dưới gốc cây là xung quanh là đất, và xa cái đất là nước. Ở xứ mình là xứ biển hay là nền tảng nước biển, có tôm cua cá mực. Ở dưới nằm góc trái, góc phải nhìn là các bạn thấy con cua. Một chỗ em bé mà áo đen ngồi đó là cá mực nằm khuất bên kia. Cô góc trái cô có anh đội non chết đang ngồi đập bức tượng đặt ma sư tổ. Hôm nay chủ đề chính của mình là hành trình được cóc Thiềm Thừ. Bà Duyên muốn làm sớm hay muốn làm trễ? Hôm năm được 19. Hôm nay cũng có thể đi chơi nhiều hơn chút. Tình hình coi công việc nhiều hết. Đi không? Xe đạp dựng để hình. Leo núi rồi đó. Đạp leo núi rồi đó. Hân hạnh được đón tiếp. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi tham gia hành trình qua đi khắp gỗ Thiềm Thừ đầy nhiệt độ của Hoàng Tuấn M. Xin đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để thêm những nội dung hấp dẫn như thế này nhé. Hãy theo dõi video tiếp theo của chúng tôi. Hân hạnh.